Rồi bây giờ thử xoay coi, xoay khó chịu không? Không có ngồi đó cũng được. Xoay cổ tròn đó. Đúng không? Rồi đó đau đó. Rồi xin ngồi đây. Bà đứng dậy vậy. Rồi ngồi đây. Rồi quay lại. Rồi nghiêng qua đây cái. Đau không? À, rồi nghiêng qua đây là đau. À, nghiêng qua hai bên đều đau hết. Mọi người ra ngoài sau coi này. Khi mà đau đây á thì mình lấy cái tay nè, mình kéo cái đầu này qua đây nè thì nó sẽ ló gần cái đây nè, đây nè, thấy chưa? Đấy đó, cái gân này nè, bật nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bây giờ cô xoay lại cô hết nha. Không, đừng xoay tròn, xoay ngang nè. Rồi qua đây. Rồi, đỡ chưa? Đỡ chưa? Đỡ căng rồi ha. Thì mình bấm cái này là nó nhẹ cái chỗ này liền ha. Vì cái gân của đó nó chống ở đây nè. Nhưng mà cô này vẫn bị cái cột sống cổ. Đây nè. Nó chèn cái cột sống cổ. Ha, thành ra mình sẽ giải quyết cột sống cổ bằng cách là mình đưa rồi đứng ra đi. Rồi đưa cái tay đi, tay nào cũng được. Rồi mình nhìn này nè, cái ngón tay mình nhìn nè, nhìn nè, thấy chưa? Thấy không? Thấy chưa? Rồi cái tay mình xoay đây, rồi xoay cổ tay, thấy chưa? Rồi bây giờ giật nè, giật, mày giật, thấy chưa? Còn tay này khi mình nắm cái này khó nhất là khi mình giữ cái này đây, mình ở đây mình làm là kéo cái, thấy chưa? Thì nó bật cái đó, rồi cái tay này đây. Rồi. Đây ha. Đây. Rồi. Đó. 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 Rồi. Em xích vào đây. Đó, đó vậy đó. Rồi, bây giờ em cử động thoải mái là đi coi giờ là... xoay vai, xoay vai. Giờ nghe sao rồi? Đỡ hẳn rồi ha. Thì cái này vẫn cái nãy là mình giải để giải quyết cái đó, nhưng mà cái mà chính của cô này vẫn là bị cái cột sống cổ. Và cái cột cổ nó bị luôn cả cái vai. Do đó là bao giờ cũng vậy là mình sẽ chỉnh bằng cái này, cái tay nắm vô ha. Ok. Mềm nha. Đó. Rồi tay này. Đó. Nè, đã quá ha. Cái này là nắm hai cái này, nắm cái đang đây nè. Đang rồi. Ok. Đó, đủ xuống. Đó, mềm rồi đó. Ôi, cô này kêu rồi. Bây giờ em thử động trở lại, em thấy giờ phát nhiều nha. Này đỡ hẳn rồi ha. Dễ chịu lắm. Nó không bị cong, nó không bị kéo. Dạ, rồi. Thử này. Cái đầu phải nằm ra đây nha. Mọi người xem nhưng mà mình anh đánh ra cho quay. Em xích lên đây chứ. Đó, ok được rồi. Mọi người đứng ra quay sau này để cho máy quay. Cho nên đó, khi mình sử dụng cái này là cái người bệnh người ta bớt nhanh lắm ha. Nhưng mà vẫn phải học, rồi phải chùm đá, rồi phải cái gì nâng cổ ha. Em đừng gồng, mềm ra, ta lỏng đó vậy đó, đừng có cắn nha, mềm ra đó vậy đó. Ừ, có gì đâu bạn, nó dính chắc lại chút chưa được. Đây, đầu căng, đừng có gồng, đừng gồng. Đừng có gồng, gồng như vậy. Đứng về đi. Bác bệnh rồi đó. Rồi, đuổi ra đây. Rồi, bây giờ cử động cái đồ ngon, ngon lành chưa? Hết căng, hết đồ rồi ha. Rồi tay chân quay cho thoải mái rồi. Rồi bác rồi ha. Đấy. Đỡ quá. Còn bây giờ còn vuốt chỗ nào nữa, vai vô vuốt này nữa. Rồi hết rồi phải không? Ok. Bây giờ chỉnh cho cái lưng cái xíu, lên nằm đây. nằm nghiêng cái đầu ở đây, rồi xích ra đây là xích sát ra đây, ra đây đó, đúng rồi, rồi đà sát đó, đúng rồi nè. Cái tay này có bước đó, đúng rồi đó nè. Rồi nè, cái một tay là mình đụng nó bị cái cột sống ở đây nè, nó bị nè ha, một tay đây ha, rồi nhìn nè, thấy không? Mình thấy nhẹ thôi, cái này hơi khó, thấy không? Nhẹ 1, 2, 3, ô chà, rồi đứng lên đi. Đấy, thành ra là khi mình chỉnh cái cuộc sống xong đó là nghe người bây giờ nhẹ nhõm hết rồi. Rồi bây giờ cử động thôi, lưng đồ hết đau hết chưa? Đấy rồi ha, tay chân ngon lành hết rồi ha. Rồi xin cảm ơn. Hốp đi anh em, chườm gan nào anh em. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc. Điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.